ngày 24 tháng 5, cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà 2 tầng tại đường Mỹ An 14 khi chủ đi vắng. Vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 5 tại căn nhà của ông Nguyễn Văn An, 56 tuổi, theo hàng xóm, khi phát hiện cháy thì ngôi nhà bị khóa cửa nên người dân không thể tiếp cận để dập lửa. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Đà Nẵng điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai chữa cháy. Khi đến hiện trường, ngôi nhà 2 tầng đã bị lửa bao trùm, tỏa ra nhiều khói khí độc, khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy được chia làm 3 mũi tiếp cận, một tổ bắc thang lên tầng 2 để chữa cháy, một tổ phá dỡ mái tôn để thoát khói, tổ còn lại tiếp cận từ cửa chính tầng 1. Ngôi nhà kính, khói tỏa ra nghi ngút nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy phải thay phiên mang bình dưỡng khí mới có thể vào sâu bên trong dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đồ đạc trong nhà gần như bị thiêu rụi hết. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê và điều tra.